Mọi người, đây là kết quả của một bạn nhờ mình hữu duyên cân chỉnh ban thờ thần tài thổ địa nhà bạn ấy. Thì bạn ấy có kinh doanh tiệm thuốc và lập ban thờ được gần 1 tháng rồi, nhưng mà công việc kinh doanh thì không được thuận lợi cho lắm. Và các bạn nhìn hình ảnh cái ban thờ nhà bạn ấy này, thì ban thờ nhà bạn ấy thì gặp phải một số lỗi sau. Thứ nhất là vị trí ông tài và ông địa thì đang bị ngược nhau và không theo ngũ hành tương sinh. Cái thứ hai đấy là bạn ấy đốt thuốc lá trực tiếp trên ban thờ khiến gây ngộ khí và khiến cho ban thờ khó được tụ được linh khí. Cái thứ ba đấy là bạn ấy thờ vàng mã trên ban thờ mà không hóa đi. Cái thứ tư đấy là thiếu 3 hũ gạo muối nước, rất là quan trọng luôn. Và các bạn biết rằng ấy, thì sau khi mà mình hướng dẫn bạn ấy cân chỉnh ban thờ thần tài thổ địa thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái gọi là cái kết quả nó sắc diện của hai ban thờ nó khác nhau, đúng không ạ? Và bạn ấy cũng thỉnh nhang sạch tụ lộc hương bên mình để dâng lên các ngày mỗi ngày, và bạn ấy có khen là nhang rất là thơm, mùi rất là dễ chịu. Và các bạn biết rằng ấy, nếu mà các bạn muốn tụ khí linh trên ban thờ, khí dương trên ban thờ, thì các bạn không nên dùng các dòng nhang hóa chất, bởi vì các dòng nhang hóa chất sẽ khiến cho ban ngộ khí và ám vào các tôn tượng của các ngài. Và các bạn biết rằng ấy, bát nhang tức là tượng trưng cho hành thổ trên ban thờ, tức là thổ mặc thổ khí vượng thì sẽ sinh tài khí kim khí. Vậy nên cái việc mà các bạn sử dụng nhang hóa chất sẽ khiến cho cái gọi là bát nhang bị mất đi một phần khí tốt và khiến bị suy khí. Và sau khi mà mình cân chỉnh ban thờ thần tài thổ địa nhà bạn ấy thì bạn ấy có feedback lại cái kết quả như sau. Thứ nhất là cửa hàng đã có đông khách hơn. Cái thứ hai đấy là chồng của bạn ấy thì được người ta trả nợ tiền làm hàng, tiền làm điện nước lâu rồi mà số tiền lên đến hơn 20 triệu. Vậy nên các bạn biết rằng ấy, cái việc mà mình thờ thần tài thổ địa là một trong những yếu tố thần trợ. Nếu mà các bạn sắp xếp bài trí đúng và các bạn thành tâm chú tâm vào việc thờ cúng thì giúp cho ban thờ tụ được linh khí, thì việc thờ cúng rất là linh ứng. Nếu các bạn đang gặp vấn đề trong việc thờ cúng chưa linh ứng, hoặc các bạn chưa biết cách sắp xếp bao sái bàn thờ như thế nào để tụ lộc, tụ tài, thì các bạn có thể là inbox cho mình nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, hỗ trợ các bạn miễn phí.